Chào các em học viên của Trung tâm Hoa ngữ Tân Phước Khánh nha, cùng tất cả các bạn khán thính giả đang xem chương trình của Tiếng Hoa Tân Phước Khánh. Hôm nay là thầy sẽ ghi hình một bài giảng về bổ ngữ kết quả. Thật ra là cấu trúc bổ ngữ kết quả là thực sự rất là khó. Nó khó là mọi người không phân biệt được thế nào là kết quả. Vậy thì hôm nay thông qua video này, thầy sẽ phân tích kỹ lưỡng cho mọi người biết là bổ ngữ kết quả là gì, ý nghĩa của bổ ngữ kết quả là sao, dùng như thế nào, cấu trúc ra sao. Thông qua cái video 20 phút này, thầy mong rằng là các em sẽ học kỹ lưỡng về cấu trúc câu này, và nghe một lần không hiểu thì nghe hai lần, thậm chí nghe nhiều lần, chắc chắn các em sẽ hiểu rất kỹ về bổ ngữ kết quả là gì. Sau bổ ngữ kết quả là thầy sẽ ghi hình thêm một loạt về bổ ngữ. Đó là sau bổ ngữ kết quả chúng ta sẽ học về bổ ngữ khả năng, rồi bổ ngữ trình độ, vân vân. Thì trong đó là có ba cái bổ ngữ là chúng ta hay sử dụng nhất, chính là bổ ngữ kết quả, bổ ngữ khả năng và bổ ngữ trình độ. Rồi sau đó là còn bổ ngữ xu hướng nữa nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi vào học bổ ngữ kết quả. Các em xem kỹ lưỡng, thật là kỹ, và ghi chép kỹ lưỡng những cấu trúc câu này. Và các em nhớ ủng hộ kênh cho thầy, là các em bấm đăng ký kênh, là ấn cho cái chữ subscribe. Và nếu mà video các em thấy ok, dễ hiểu, cho một cái like nha. Và nhớ là chia sẻ cái video này cho những người bạn, chia sẻ video này trên cái tường Facebook của mình á, để cho các bạn khác là được xem và hiểu được cái cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp như thế nào nha. Và một cái video thầy ghi hình mong muốn rằng là mang lại lợi ích thật là nhiều cho nhiều người, và sẽ tồn tại lâu dài ở trên cái kênh là Tiếng Hoa Tân Phước Khánh. Thế nên là mọi người hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người biết đến nha. Rồi chúng ta sẽ học về bổ ngữ kết quả nha. Bổ ngữ kết quả. Bổ ngữ kết quả. Bổ ngữ kết quả viết tắt là BNKQ. Rồi. Bổ ngữ kết quả. Bổ ngữ kết quả là gì? Đầu tiên chúng ta phải hiểu bổ ngữ kết quả. Bổ ngữ kết quả là thế này nè. Các em có thể ghi ra cái đại khái là cái định nghĩa ha, khái niệm á. Cái từ bổ ngữ tức là những cái từ để bổ sung ý nghĩa, mà kết quả tức là chỉ về kết quả của hành động. Như vậy là bổ ngữ kết quả tức là một số từ chỉ kết quả của hành động. Như vậy ta hiểu là bổ kết quả. Một số từ chỉ kết quả, một số từ làm bổ ngữ nói lên kết quả của cái hành động là những từ nào? Thì ví dụ như là ta nói tiếng Việt nha, ta nói là làm xong thì động từ là chữ làm, và chữ xong chính là kết quả. Làm xong tức là chỉ cái hành động làm đó đã xong rồi. Ăn hết, ăn xong, rồi mình nói là mở ra thì động từ là chữ mở, rồi bổ ngữ chỉ kết quả chính là chữ ra, vân vân. Rồi ta sẽ đi vào một số ví dụ nha. Là ta sẽ đầu tiên là ta có một cấu trúc nha, là ta ghi cấu trúc ngữ pháp nha, ghi cấu trúc của bổ ngữ kết quả. Đầu tiên ta có là gì? Là ta có chủ ngữ, đương nhiên rồi ha, lúc nào cũng phải có chủ ngữ. Sau đó là chữ, sau đó là động từ nha. Chủ ngữ xong là lúc nào cũng đến là động từ. Động từ sau động từ sẽ là bổ ngữ, bổ ngữ kết quả. Thế thì những cái từ nào làm bổ ngữ kết quả? Ví dụ như là gì? Ví dụ như những chữ là
một số chữ là nói lên, đứng đằng sau động từ mà nói lên kết quả của động từ đó. Ta có ví dụ như chữ hào, hào. À, ta có chữ hào, rồi chữ quản. Rồi ta có chữ khai, tả khai được khai ha. Ta có chữ xa. Rồi ta có những chữ như là tao, vân vân. Rồi chữ chảo. Chữ này có hai âm đọc, làm bổ ngữ thì sẽ đọc là chảo. Còn một làm một cái loại từ khác nữa, trợ từ cũng đọc là chơ. Rồi chữ tùng là hiểu. Đó là những cái từ chỉ về kết quả của động từ. Vân vân. Rồi bây giờ còn nếu mà phủ định của câu này thì ta chỉ cần thêm chữ mẩy đứng trước động từ là được nha. Mẩy tức là chưa xảy ra, tức là cái hành động đó chưa xảy ra, mặc dù là chỉ kết quả và kết quả chưa xảy ra. Rồi ta sẽ có, ta nhớ nha, là ta có động từ này. Thứ nhất là ta có động từ, và thứ hai ta có động từ cộng với những cái kết quả này, những cái từ bổ ngữ này nha. Rồi ta có ví dụ này. Ví dụ như là chữ chua làm. Ta có vài vài từ ha, chua, rồi chữ duê. Cộng với hào đi, cộng với chữ hào này nè ha. Ta có hào. Tức là ta nói là chua hào, duê hào. Chua là động từ làm, nhưng mà chữ làm này mà có gắn thêm cái chữ hào đứng đằng sau thì chua hào tức là làm xong, vừa kết quả là vừa xảy ra là xong mà nó còn tốt nữa thì ta nói là chua hào. Duê hào, duê là hẹn. Duê hào tức là đã hẹn xong, tức là cái kết quả là đã hẹn xong rồi, nó là duê hào. Rồi ta có những chữ như là chữ xong, kết với chữ quán này, ta có là viết xong là xỉa quán. Viết xong ha, xỉa quán, xỉa quán. Và ta nói xem xong là khan quán. Khan quán cộng với chữ quán này này. Chữ quản tức là xong, xong là chỉ về kết quả rồi. Như vậy là ta nói là khan quản tức là xem xong. Ví dụ khan quản tiên dình, khan quản tiên sư, khan quản su, xỉa quản, xỉa quản len xỉ, xỉa quản han chư. Xỉa quản tức là viết xong, là cái chữ quản này đứng sau động từ để chỉ về kết quả của động từ đó đã xảy ra. Rồi ta có chữ tà khai. Tà khai là mở ra. Xin lỗi, chữ này dùng bút này nha. Đó chữ tà khai. Rồi phang khai. Phang khai là buông ra, buông bỏ ra, ai nắm tay mình cái mình nói là phang khai. Phang khai sổ, buông tay ra. Cộng với chữ khai, một chữ tà là đánh thôi. Nó phải đánh, nhưng mà tà khai ghép lại thì có nghĩa là mở ra. Tiếng Anh là open, open, to open. Open the door, mở cửa ra. Phang khai tức là buông ra, buông bỏ ra, không có nắm lại đâu mà buông ra. Phang khai ha. Như vậy thì ta sẽ có những từ ghép lại như thế này. Rồi ta có chữ chào, chào tao, tìm được. Tìm là chữ chào nha. Ta có chữ tìm là chào. Chào tao, rồi tả tao đã đến. Cộng với chữ tao. Chào, chào là tìm kiếm, mà
chào tao, tức là tìm được, mình dịch là tìm được. Tìm được kết quả tức là mình đã là tìm được một cái vật gì đó rồi, hay là một cái đối tượng nào đó rồi, gọi là tìm được. Chào tao, tả là đạt, tả tao, đạt được. À, mình hiểu như vậy ha. Rồi chữ chữ ngủ, ngủ là xoay, mình nói ngủ say rồi, là xoay chảo lợ. Chữ ngủ đọc là xoay. Ngủ thì liên quan đến mắt cho nên là có bộ mục nha. Xoay. Bên phải là chữ thùy, tức là rũ xuống, hay khi buồn ngủ là mắt mình rũ xuống. Xoay chảo. Rồi chào chảo, mình cũng có thể nói là chào chảo, tìm được. Chào tao cũng được, chào chảo cũng được nha. Cộng với chữ chảo. Chảo là ta có là xoay là ngủ thôi, mà xoay ghép với chữ chảo tức là ngủ say nha. Xoay chảo là ngủ say. Chào là tìm kiếm, mà ghép với chữ chảo tức là tìm được rồi. Chào chảo với chào tao là giống nhau. Rồi như vậy là nếu mà ta muốn nói nha, vậy là chua hào, chua hào, xìa hoán, khan hoán là khẳng định. Nếu mà phủ định thì ta thêm chữ mấy, tức là ví dụ ta nói là làm xong là chua hoán, chưa làm xong thì ta thêm chữ mấy vô phía trước động từ nha. Ta nhớ là không được dùng chữ pu, bổ ngữ kết quả là phủ định phải dùng chữ mấy, tức là ta sẽ nói là mấy chua hào, mấy yue hào, mấy xìa hoán, mấy khan hoán nha. Mình sẽ nói như thế. Mấy tả khai, mấy phăng khai. Chào cháo thì mình cũng là mấy xoay cháo ha. Chưa ngủ say, mấy xoay cháo. Mấy xoay cháo, mấy chào cháo. Như thế là ta có là ôn lại nha. Bổ ngữ kết quả là những từ bổ ngữ là như là chữ hào, hoán, khai, rất là nhiều từ khác nữa cơ. Nhưng mà những từ này thông dụng. Những từ này đứng ở đâu? Đứng ở đằng sau động từ, đứng sau động từ. Mà đứng sau động từ để làm gì? Để nói lên cái kết quả của động từ đó. Để nói lên kết quả của động từ đó nha. Ví dụ như chua là làm, chua hào là làm xong, duê là hẹn, duê hào là đã hẹn xong. Còn phủ định thì ta không được dùng chữ pu mà phải dùng chữ mấy, mà đứng ở đâu? Đứng ở trước động từ. Ta nói là mấy chua hào, mấy duê hào. Ta đã ôn xong cái phần bổ ngữ kết quả này rồi nha. Còn ví dụ ta sẽ cho, đây là cho là ví dụ 1 nha. Rồi ta sẽ cho một ví dụ 2. Ví dụ 2 đây là ta sẽ viết một loạt những ví dụ 2 thành câu nha. Rồi ví dụ như là mọi người có thể dịch bài thế này là bạn xem xong phim đi ngủ. Câu 2 là tôi làm xong bài tập rồi. Câu 3 là xin bạn hãy mở sách tiếng Hoa ra. Rồi câu 4 là anh ấy đã tìm được điện thoại di động của anh ấy rồi. Chúng ta sẽ viết ra những câu ví dụ này nha. Rồi, ví dụ 1 ha. 我做好练习了。 Rồi, ví dụ 2. 请你打开汉语书。 请 你 打 开 汉语书。 他找到了 他的手机，他找到他的手机了啊！他找到
他的手机了。那么他还没睡着啊，他还没睡着，他还没睡着。Chữ xoay này cũng khó viết đẹp. Chữ của thầy thì không có đẹp đâu. Tha hãy mấy xoay chảo. Này, câu số 6 là chú quản xua hàn dùy nì thinh tổng mạ. Chú quản xua hàn dùy nì thinh tổng mạ. Chú quản xua hàn dùy. Đúng, xua hàn dùy nì thinh tổng mạ. Đây, ta thấy là những câu này ta có 6 cái ví dụ ha. Ta có chữ chua hào này. Đó, chua hào là làm xong. Tân ngữ là len xỉ. Đây là tân ngữ. Tân ngữ tức là danh từ đứng sau động từ, gọi cái danh từ này là tân ngữ thôi. Khan hoãn tức là đã. Khan hoãn tức là gì? Là xem xong. Xem xong tức là chỉ kết quả của xem là xong rồi. Xem xong cái gì? Tên dình. Chữ tên dình là tân ngữ nha. Viết dạy thêm thôi. Xem xong phim đi ngủ. Ní tả khai han dùy su. Tả khai chính là động. Tả khai là động từ, là chữ khai này chính là gì? Là bổ ngữ kết quả đứng sau chữ tả. Tả khai là mở ra. Mở cái gì ra? Mở sách tiếng Hoa ra. Tả khai han dùy su. Han dùy su chính là tân ngữ. Chào tao. Chữ chào tao. Chào tao tức là động từ, mà chào tao tức là đã tìm được nha. Đã tìm được gọi là chào tao. Tha tờ sầu chi là tìm được cái gì? Tha tờ sầu chi, ý chính là chữ sầu chi. Mọi người lưu ý là khi mà cái tân ngữ á, tức là một cái cụm danh từ dài á, nó có chữ tơ này nè, thì phía đằng sau chữ tơ này là danh từ ý chính, tức là chữ sầu chi này là ý chính nha. Nhớ nha, cái danh từ đứng sau chữ tơ luôn luôn là danh từ ý chính. Khi mình dịch, mình sẽ dịch là động từ trước, sau đó mới dịch là cái danh từ đứng đằng sau. Danh từ đứng sau chữ tơ dịch sau nha. Xoay chảo. Xoay chảo là ngủ say. Anh ấy vẫn chưa ngủ say. Hải mấy tức là vẫn chưa, phủ định. Phủ định dùng chữ mấy ha. Có thể thêm chữ hải là vẫn chưa ngủ say. Còn nếu mà bỏ chữ mấy, mình nói là bỏ chữ hải mấy đi. Tha xoay chảo lợ à, ngủ say rồi. Chú quản xua han dùy nì thinh tổng ma. Chú quản xua han dùy, chú quản nói tiếng Hoa. Nì thinh tùng ma. Thinh tùng là động từ. Chữ tùng là chỉ kết quả của chữ nghe. Nghe hiểu tức là nghe, và kết quả là gì? Hiểu. Vậy là nghe hiểu tức là chỉ về kết quả của nghe rồi. Chủ quan nói tiếng Hoa, bạn nghe hiểu không? Rồi, chúng ta đã kết thúc xong phần bổ ngữ kết quả. Mọi người hãy ôn lại bài bổ ngữ kết quả cho thật là kỹ lưỡng nha. Chúc mọi người học tốt bài bổ ngữ kết quả, nhớ ôn đi ôn lại. Và từ nay trở đi cứ thấy là một số những cái từ chỉ kết quả đứng sau động từ là mình sẽ biết rằng bổ ngữ kết quả nha. Chỉ về hành động của kết quả của hành động. Và mọi người nhớ là chia sẻ cho mọi người, nhiều người biết đến cái video này để cho các bạn khác cũng được lợi ích giống như mình nha. Không có được là chúng ta không có được ích kỷ. Cũng như thầy làm một cái video này là mong muốn có nhiều người biết đến. Thôi xin chào tạm biệt các em. 谢谢你们收看，再会。